Lúc này trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Than Quảng Ninh cũng đang diễn ra và kết thúc hiệp 1, Than Quảng Ninh đang dẫn đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Còn đây là đội hình ra sân của câu lạc bộ Viettel ở trận đấu ngày hôm nay. Thủ môn mang áo số 1 Ngô Xuân Sơn. Hà Nội đang hướng tới chức vô địch V-League lần thứ 5. Họ cũng đã có mặt tại bán kết Cúp Quốc gia và bán kết liên khu vực AFC Cup, nơi họ đối đầu với đội bóng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đội 25 tháng 4. Trên hàng tiền vệ là ba cái tên, đó là Đỗ Hồng Dũng số 88, số 8 Moses Oloya và số 19 Quang. Văn Kiện. Dứt điểm. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Quang Hải. Ở vòng đấu trước, Quang Hải không lập công nhưng anh cũng đã góp công vào chiến thắng của câu lạc bộ Hà Nội bằng những pha kiến tạo cho đồng đội. Đứng trước quả đá phạt đang là Hoàng Đức, tuyển thủ U22 Việt Nam. Một tuyển thủ U22 Việt Nam khác bên phía câu lạc bộ Viettel đó là Nguyễn Trọng Đại bị chấn thương và không thể có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là sẽ có một quả penalty dành cho câu lạc bộ Viettel sau tình huống va chạm ở trong vòng cấm vừa rồi. Đó là pha phạm lỗi của Pape Oma. Bruno đối mặt với Nguyễn Văn Công. Bruno rất chính xác, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Viettel. Phút thứ 18 của trận đấu và Viettel vươn lên dẫn trước với bàn thắng từ chấm penalty của chân sút người Brazil Bruno. Mặc dù Văn Công đã đoán đúng hướng nhưng cú dứt điểm của Bruno từ chấm 10m là quá hiểm hóc. Moses Oloya. Có thể coi Viettel đang dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội cho tới lúc này là một bất ngờ. Trọng tài Miên đã căng cờ báo hiệt vị. Và lúc này trên sân Thanh Hóa, đội khách Than Quảng Ninh vẫn đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Ngoài Sana Khánh Hòa, Biển Việt Nam đang ở thế bất lợi nhất trong cuộc đua giành vé trụ hạng. Vẫn sẽ là Quang Hải thực hiện quả đá phạt này. Tiếp tục là một pha đá phạt đưa bóng đi ở tầm thấp. Trọng tài xác định là một quả phát bóng lên dành cho Viettel. Để mất bóng rất nguy hiểm, đó là sai lầm của Đỗ Duy Mạnh. Cơ hội Bruno, 2-0 cho câu lạc bộ Viettel. Phải nói là huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên đã có những toàn tính về mặt chiến thuật vô cùng hợp lý cho cầu thủ Viettel ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú đúp bàn thắng dành cho tiền đạo Bruno. Nhưng người góp công lớn nhất trong bàn thắng này đó là số 29 Trương Tiến Anh bên phía câu lạc bộ Viettel. Sau khi cầu thủ này lấy được bóng trong chân của Đỗ Duy Mạnh. Như chúng tôi đã nói, những cầu thủ chơi trên hàng tấn công bên phía câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là chân sút Bruno, rất mạnh về những pha bóng đua tốc độ. Phạm Đức Huy. Và trong khe của Văn Quyết, Quang Hải đã ngã và trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà. Quang Hải đã bị phạm lỗi và người đã khiến đội khách Viettel phải nhận quả penalty có lẽ là Trọng Hoàng. Cơ hội để câu lạc bộ Hà Nội rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trọng Hoàng chính là người đã có pha phạm lỗi với Quang Hải. Papi Oma và Ngô Xuân Sơn. Oma không vào.
sức ép tâm lý khiến Papeoma không thể thành công ở quả sút penalty vừa rồi. Một cú sút quá nhẹ và cũng không hiểm hóc của Papeoma. Quá dễ dàng cho Ngô Xuân Sơn đoán được hướng sút và ôm gọn trái bóng. Tỷ số vẫn đang là 2-0 cho đội khách Viettel. Trong một ngày thi đấu mắc nhiều sai lầm và lại kém duyên, đã không thể, vẫn chưa thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Và vẫn là Papeoma. Một ngày phải nói là rất kém duyên và đáng quên của Papeoma. Anh phạm lỗi dẫn tới quả penalty giúp Bruno mở tỷ số cho Viettel. Sau đó Papeoma sút hỏng quả penalty khiến câu lạc bộ Hà Nội không thể có bàn rút ngắn tỷ số số 1-2. Và cũng ngay sau đó Papeoma lại có cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc nhưng bị thủ môn Ngô Xuân Sơn của Viettel cản phá. Và vừa rồi lại thêm một cơ hội nữa dành cho chân sút người Senegal. Phạt từ đầu trận, Quang Hải luôn đá bóng đi ở tầm thấp để cho đồng đội băng vào dứt điểm cắt mặt. Đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Một tình huống đá phạt góc của Quang Hải và Thành Trung đã bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa. Bàn thắng đến ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Một sự khởi đầu rất tốt dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Và đó là một bàn thắng phải nói là mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nó sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ Hà Nội trở nên tốt hơn trong phần thời gian còn lại của trận đấu này. Trong đó sự lo lắng đã trở lại trên gương mặt của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên. Thành Trung di chuyển và bật rất cao để lái bóng về góc xa. Thành Trung, Hoàng Đức, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Đức sút xa. Cú sút bóng chìm của Hoàng Đức. Pha phá bóng không thực sự tốt của Gian Clesio. Ibukebe đã ngã, không có tiếng còi của trọng tài Minh Thuận. Pha đánh đầu, pha bóng của Bùi Tiến Dũng. Duy Mạnh, cú xoạc bóng là của Trọng Hoàng. Sẽ có một quả phạt cho câu lạc bộ Hà Nội. Người đang nằm lăn trên sân là Văn Quyết. Vị trí đặt bóng là rất thuận lợi với câu lạc bộ Hà Nội. Và với những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt như Quang Hải thì đây cũng chẳng khác gì một quả penalty. Chúng ta đã nhiều lần được chứng kiến những tuyệt phẩm sút phạt của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Pha vào bóng từ phía sau là rất nguy hiểm của Trọng Hoàng. Ai sẽ là người đá phạt đây? Văn Quyết chạy đà nhưng người sút phạt sẽ là Quang Hải. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Thêm một bàn thắng từ chấm đá phạt nữa của Quang Hải. Và như chúng tôi đã nói, với Quang Hải thì những quả sút phạt bóng đặt ở vị trí như vậy cũng chẳng khác nào những cú penalty. Cú dứt điểm như đặt bóng vào khung thành của đối phương. Bóng bay qua khoảng trống ở hàng rào của câu lạc bộ Viettel. Tiếng còi đã cất lên, một quả penalty nữa dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Có rất ít lựa chọn cho thủ môn Ngô Xuân Sơn ở pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đỗ Hùng Dũng đã băng xuống với tốc độ rất cao.
Văn Quyết đứng trước cơ hội đưa câu lạc bộ Hà Nội dẫn ngược 3-2 và ghi bàn thắng thứ 9 của mình ở mùa giải năm nay. Văn Quyết rất chính xác, cú đá thẳng vào giữa khung thành, tỷ số là 3-2 cho câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trận đấu ngày hôm nay. Văn Quyết đã có pha lập công thứ 9 ở mùa giải này. Gió đổi chiều quá nhanh. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai mới trôi qua được một nửa. Và câu lạc bộ Hà Nội đã có liên tiếp 3 bàn thắng để dẫn ngược các cầu thủ Viettel. Cú đá quá tốt của Văn Quyết. Chu Đình Nghiêm đang xoay trận đấu trở lại với đúng quỹ đạo của mình. Mapioma dứt điểm, tỷ số là 4-2 cho câu lạc bộ Hà Nội. Và dứt điểm cực nhanh của Quang Hải, cú dạt chân cực nhanh của Quang Hải sau pha làm tường của Mapioma. Tình huống làm tường rất hay của Mapioma và cả một cú dạt chân cực nhanh của Quang Hải. Quang Hải rất chống chảy, Văn Quyết dứt điểm không vào. Đức Chiến sút xa rất căng, cú đá khá bất ngờ của Đức Chiến khiến Văn Công phải trổ tài để cứu thua. Các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đang động viên nhau cố gắng lên. Văn Quyết, Hùng Dũng. Dũng không thể thực hiện được một cú dứt điểm như ý. Đức Huy căng ngang, tỷ số là 5-2 cho câu lạc bộ Hà Nội và đó là dấu chấm hết với câu lạc bộ Viettel. Thành Trung đã lập cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống lên tham gia tấn công và tận dụng thời cơ với một pha đệm lòng cận thành rất chính xác. Tỷ số 5-2. Một cú đúp dành cho Nguyễn Thành Trung. Đức Huy chính là người đã thực hiện pha kiến. 3 điểm có được từ trận đấu này sẽ giúp câu lạc bộ Hà Nội gia tăng cách biệt lên 7 điểm so với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Quyết quyết định dứt điểm không vào. Không có cú đúp cho đội trưởng Văn Quyết. Và đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã nổi còi để khép lại trận derby thủ đô ở vòng 23 V-League giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel.